Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn hai bộ sản phẩm của nhà cung cấp Smart Home. Đó là bộ điều khiển Wi-Fi Ewelink RF 433MHz và bộ điều khiển Wi-Fi Ewelink 4 kênh Made in Việt Nam. Đây là hộp đựng sản phẩm Ewelink RF 433MHz. Mở hộp ta sẽ có một tờ hướng dẫn sử dụng, một tay phát RF, địa chỉ liên hệ nhà cung cấp và quan trọng nhất là mạch PCB được thiết kế trong hộp PLC. Bạn có thể xem qua các thông số kỹ thuật cũng như cách sử dụng và hướng dẫn sử dụng đây. Mình sẽ mở hộp nhựa. Lưu ý với mọi người, sản phẩm này hiện tại hoạt động với điện áp 5V, có thể kết nối qua hai cổng connector hoặc là cổng USB. Nếu bạn có sạc điện thoại như mình thì có thể kết nối luôn, rất tiện lợi. Sản phẩm thứ hai là bộ Ewelink 4 kênh Made in Việt Nam. Các tính năng gần như tương tự như sản phẩm trước. Các đầu ra 4 relay công suất lên đến 500W, jack DC nối với nguồn 5V. Các nút nhấn điều khiển. Và điểm khác biệt lớn nhất chính là sự tích hợp với cổng nguồn 220VAC ở đây, giúp bạn dễ dàng kết nối trực tiếp vào ống tắm trong nhà. Một phần quan trọng để điều khiển sản phẩm chính là app Ewelink. Các bạn tải theo hướng dẫn của mình như sau. Sau khi cài xong, bạn mở app lên. Để tạo tài khoản ban đầu, chọn Register ở góc phải màn hình, chọn tiếp Next. Sau đó nhập số điện thoại của bạn, lưu ý bỏ chữ số 0 ban đầu đi nhé. OK, sau đó app sẽ gửi một mã về tin nhắn điện thoại. Bạn chờ mã và nhập vào. Sau đó nhập tiếp mật khẩu. Xác nhận mật khẩu. Vậy là đã lập xong tài khoản, bạn đăng nhập vào tài khoản vừa tạo gồm số điện thoại và mật khẩu. Xong, đây chính là giao diện của app, tí nữa mình sẽ kết nối. Để kết nối điều khiển các thiết bị điện trong gia đình, bạn có thể tham khảo các kết nối trên đây và biến hóa phù hợp với từng trường hợp. Đến với phần mong chờ nhất, mình sẽ demo cách hoạt động. Đầu tiên là sản phẩm Ewelink 4 kênh Made in Việt Nam. Chỉ cần cấp nguồn 220V là đã có thể điều khiển vào 4 nút nhấn ở PCB này rồi. Các bạn có thể thấy LED xanh báo trên mỗi relay. Để kết nối qua Wi-Fi, bạn vào app Ewelink đã cài. Nhấn giữ bất kỳ một nút nhấn nào trên PCB khoảng 5 đến 10 giây, chờ LED báo nháy liên tục. Đó, bạn thấy LED báo nháy liên tục, nghĩa là mạch đã xóa kết nối với điện thoại cũ và phát tín hiệu Wi-Fi, chờ điện thoại bất kỳ kết nối. Ở điện thoại, chọn dấu cộng ở phía dưới, nhập chính xác tên Wi-Fi và mật khẩu nhà bạn và kết nối với mạch. Sẽ cần chờ một lúc. Kết nối xong, bạn có thể đặt tên cho phần điều khiển. Connect xong, giao diện sẽ hiện ra như vậy. Kích chọn bảng điều khiển và điều khiển. Các LED báo relay sáng lên, nghĩa là relay đã được bật. Việc điều khiển ở nút nhấn cũng sẽ được báo về app giúp bạn quản lý thiết bị được triệt để tối ưu. Tương tự tiếp theo mình sẽ kết nối với sản phẩm Ewelink RF 433MHz còn lại. Lưu ý quan trọng ở sản phẩm này, trên PCB sẽ có 5 nút nhấn. Để phát kết nối chỉ có thể nhấn giữ 5 đến 10 giây ở một trong 4 phím bên phải gần relay thôi, không thể nhấn phím bên trái ngoài cùng nhé. Cũng chờ LED xanh dương nháy liên tục là đã xóa kết nối cũ và sẵn sàng cho kết nối mới. Làm các bước y hệt như sản phẩm trước đó để kết nối. Việc chờ kết nối sẽ hơi lâu một chút, bạn đừng lo lắng nhé. Xong rồi và ta sẽ điều khiển thôi. Đừng quên sản phẩm này có tích hợp điều khiển qua tay phát RF nữa nhé. Trạng thái điều khiển cũng sẽ được quản lý về app của bạn. Và trong cùng một app Ewelink, bạn có thể thấy mình có thể điều khiển được 2 bộ sản phẩm luôn. Rất hữu ích giúp bạn quản lý tối ưu toàn bộ các mạch Ewelink trong nhà của mình. Cuối cùng là một tính năng nữa mình muốn chia sẻ. Nếu bạn muốn chia sẻ điều khiển với một điện thoại khác, hãy kích vào vị trí Share, bấm cộng Share. Và nhập số điện thoại bạn muốn chia sẻ vào, nhớ là bỏ chữ số 0 đầu đi nhé. Lúc này điện thoại kia bạn vào app, về lại giao diện ban đầu. Nhận được thông báo chia sẻ, chỉ cần xác nhận. Vậy là hai chiếc điện thoại đã có thể điều khiển đồng bộ với nhau sản phẩm Ewelink này rồi. Ngoài các chức năng nổi bật trên, các tính năng hẹn giờ, lưu nhớ trạng thái, vân vân, bạn có thể dễ dàng thiết lập và trải nghiệm. Các bạn thấy sản phẩm trên như thế nào? Mọi ý kiến đóng góp và hãy hỗ trợ tư vấn, hãy để lại ở phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.